Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn mạch điều khiển động cơ chạy sao tam giác. Thì đây là một cái sơ đồ nguyên lý. Rồi, thì ở sơ đồ nguyên lý này thì nó gồm cái phần mạch lực và phần mạch điều khiển. Ở đây, ở phần mạch lực này thì mình sử dụng một số các thiết bị cũng như khí cụ điển là Atomat, AT. K đây là một cái cốc tắc tơ. OLR đây là một cái rơ le nhiệt. Và K sao, K tam giác đây là một cái cốc tắc tơ. Khi nó đóng thì nó sẽ động cơ sẽ chạy ở dạng sao, ở dạng tam giác. Và đây là KI cũng tương tự. Khi cái cốc tắc tơ này đóng thì động cơ sẽ chạy ở kiểu sau. Và đây là một cái động cơ xoay chiều 3 pha có các đầu vào quần quần đầu đầu là ABC và đầu cuối là XYZ đây. Rồi. Sang đây là phần mạch điều khiển. Ở trong mạch điều khiển này thì mình sử dụng các nút ấn là on off và một số các đèn báo trạng thái. Đây đèn báo sự cố. Và một cái timer. Timer đây chính là một cái rơ le thời gian. Và RN đây là một cái rơ le nhiệt bảo vệ quá tải cho cái động cơ đấy. Rồi, mình sẽ nói về cái mạch điều khiển này. Khi chúng ta để mà cho cái động cơ này nó chạy thì đầu tiên chúng ta cần phải cấp nguồn cho nó, đúng không ạ? Đấy, nguồn ở đây mình sử dụng là nguồn xoay chiều 3 pha có dây trung tính. Khi chúng ta cấp nguồn thì cái dòng điện nó sẽ, đây là một cái tiếp điện thường đóng, đúng không ạ? Đấy, nó sẽ đi qua, dòng điện sẽ đi qua đây. Và chúng ta khi chúng ta nhấn on để bật động cơ đấy ạ, thì dòng điện nó sẽ đi vào quần K này. Và trên quần hút trong cái công tắc cơ K này á thì nó sẽ có dòng điện, cho nên là nó sẽ hút cái tiếp điểm thường mới của nó chuyển về trạng thái đóng đấy, để duy trì cái dòng điện trong cái quần K này đấy. Thế vì thế cho nên là khi chúng ta ấn cái nút on này sau nó thả ra thì cái quần K này vẫn có điện, đúng không ạ? Và cái đồng nghĩa với việc đó thì cái đèn báo trạng thái này nó sẽ sáng lên đấy, và nó sẽ thông dòng qua cái rơ le nhiệt này. Và đây là một cái timer, này là một cái rơ le thời gian. Khi có dòng điện chạy qua cái cuộn cá này và đi qua cái timer này thì cái tiếp điểm mà thường đóng đầu tiên thì mình sẽ cho nó chạy ở dạng sao, đúng không ạ? Thì nó sẽ đi qua cái timer này này, đi qua cái tiếp điểm thường đóng của cái ca sao ca tam giác này và đi vào cái ca sao này và đi về cái rơ le nhiệt này và đi về cái, nó sẽ thông dòng, cho nên là động cơ lúc đó nó sẽ chạy ở dạng sao. Đấy, và sau một cái khoảng thời gian nhất định mà mình đã cài đặt trước cho cái timer này thì như thế nào, thì cái tiếp điểm thường đóng ở cái sao này nó sẽ chuyển sang trạng thái mở đấy. Vì thế cho nên là dòng điện nó không đi qua cái công tắc tơ sao này nữa, mà lúc đó cái timer này nó sẽ đóng cái tiếp điểm ở cái công tắc tơ sao này, tam giác này, và lúc đó dòng điện nó sẽ đi qua cái công tắc tơ hình công tắc tơ tam giác này, cho nên là lúc đó dòng điện nó sẽ đi từ đây qua K này, qua cái rơ le nhiệt này vào cái công tắc tơ tam giác này này và đi về các cái cuộn dây đầu cuối của cái động cơ 3 pha này.
Đấy. Và như thế thì nó sẽ chạy theo động cơ, lúc đó nó sẽ chạy theo hình theo cách khởi động tam giác. Đấy. Thì đó là cái cách khởi động động cơ theo kiểu sao và tam giác. Thì một trường hợp nữa xảy ra đó là khi gặp sự cố quá tải. Thì khi gặp sự cố quá tải tức là cái dòng điện ở đầu vào á nó tăng đột ngột. Đấy, và lúc đó cái rơ le nhiệt nó sẽ ngắt dòng, không cho dòng đi qua cái rơ le nhiệt ở đây nữa. Đấy. Không cho dòng đi qua cái rơ le nhiệt này nữa. Vì thế là thế cho nên là không có dòng điện vào động cơ, đúng không ạ? Đấy, thì như thế nó sẽ bảo vệ được động cơ. Và khi mà có sự cố đấy, thì như các bạn ở đây thấy ở đây cái mạch điều khiển này á, cái đèn báo sự cố này nó được nối với cái một dây dây nguồn đầu vào, đúng không ạ? Và nó đi qua cái rơ le này và nó đi về cái dây trung tính, đúng không ạ? Thì ở đây khi gặp sự cố thì cái rơ le nhiệt ở cái vị trí 1 2 này nó sẽ ngắt. Đấy, tức là nó sẽ không cấp mát cho cái động cơ nữa, không cấp nguồn cho cái động cơ nữa, đúng không ạ? Nó sẽ ngắt và đồng thời nó sẽ đóng cái tiếp điện ở cái đèn báo sự cố lại. Thì lúc đó cái đèn báo sự cố này nữa, nó vừa có dây nóng này nguồn vào này và vừa có dây mát này. Đấy, vì ở đây thông dòng, đúng không ạ? Cho nên là cái đèn báo sự cố này nó sẽ sáng lên để báo hiệu rằng là đang có sự cố, và động cơ lúc đó thì nó sẽ được bảo vệ. Thì trên đây là cách để điều khiển động cơ chạy sao tam giác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.